Mình tên là Nguyễn Hữu Minh Tiến, đại sứ Hoa Hồng Tiên của khu vực Cần Thơ. Hôm nay mình cùng 17 Hoa Hồng Tiên đến trường âm nhạc MBU để luyện thanh. Và qua lời nhận xét của thầy thì mỗi bạn có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Riêng mình thì thầy đã nhận xét mình đã hát còn sai nhiều. Mình sẽ cố gắng tập luyện và thể hiện thật tốt cho đêm chung kết. Lần 1 cũng bị, lần 2 cũng bị. Có thể là nghe nhạc không rõ. Nhưng mà bạn không chắc nghe nhạc. Vậy là thua. Bạn ghép, bạn không có tính toán. Bạn thấy bạn ghép là bạn cái tính nó cùng cái tông. Vì lúc đó bạn nhảy tông không kịp.